Tiên xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Tiên Family, cuộc sống mới giật của gia đình Tiên nha. Okay. Cái nữa bên nè, có một cái nữa con. また朝のお勤めが終わりましたいいな đi làm gì xin rượu gì nè nè ngủ mới thức mà cô chú ơi Phiền chào ông bà cô chú. Ừ, sáng có ăn cái gì đó? Ăn dưa hấu rồi, rồi với dưa hấu luôn. Rồi cái này là cái gì? Rào. Hả? Rào. Cái này Quina là xúc xích. Rồi cái này là cái gì đây mà má nhìn thấy ngon quá vậy? Bánh mì. Bánh mì màu trắng này là cái gì vậy? À, ketchup hả? À, còn cái màu đỏ là cái gì? Ketchup hả? Tương cà. Đã ta. Cái đó là cái gì vậy? Cái gì? Đúng này. Sữa chưa? Yeah, sữa chưa? À, nói tiếng Việt giỏi vậy ta. Mẹ lấy cho con học sữa tươi uống nữa nha. Mình uống sữa tươi là mình sẽ cao lên, khỏe lên. You need more water? Ít cô ta sẽ có đây được. You need. Mariko mai này chị give you. Mà thế này tập. Để nhìn xem. Cái gì đó? À, juice rau hả? Nước rau củ. Sau khi mà chồng Tiên đưa mấy đứa nhỏ đi nhà trẻ xong á, như thường lệ thì Tiên cũng làm việc nhà, dọn dẹp này kia, rồi phơi đống đồ này. Với lại hôm nay bên đây là cái ngày đổ rác á, một tí cái xe rác lại, rồi Tiên quay cho bà cô chú xem nha. Tại vì cái xe rác bên đây á, khi mà nó lại là nó có cái tiếng, mà cái tiếng cũng dễ thương lắm. Rồi cái xe nó chạy mất tiêu rồi, quay không kịp rồi. À kìa. Mà cô chú nãy giờ có nghe cái tiếng kêu không? Tanh tanh. Cái đó là cái này. Cái này là cái bài nhạc của một bộ phim hoạt hình á. Bữa nay là Tiên dự định làm món cơm thịt nướng cho chồng Tiên ăn nè. Tẩm bổ ngày hôm qua, vì làm về trễ rồi cực khổ. Bây giờ thì Tiên sẽ lát cái này ra, sau đó là Tiên sẽ đập. Hôm bữa Tiên có mua cái cây đập thịt rồi, bữa nay Tiên sẽ khai trương nha. Rồi sau đó thì Tiên sẽ ướp gia vị này kia vào. Tiền đập nãy giờ xong xuôi chân. Cắt thịt với đập là mất thời gian nhất, đâu cỡ 30 phút. Tiền đập ra như thế này. Bây giờ thì Tiền ướp. Bữa nay Tiền ướp cái bịch thịt nướng xá xíu này.
Với lại Tiên cho thêm mật ong nè, dầu ăn nè, với lại sữa. Cái bịch này thôi là Tiên thấy là cũng đủ gia vị rồi. Giờ người ta chế tạo cái mấy cái này tiện lợi chứ, chỉ cần mình ướp vô như vậy thôi thì đủ rồi. Trong lúc mà chờ ướp thịt như thế này nè, Tiên sẽ làm dưa chua củ cà rốt. Món dưa chua này thì Tiên làm đơn giản lắm. Tiên chỉ cần sắc ra như thế này nè. Bữa nay là Tiên làm hơi dày dày nha. Xong cái giấm Tiên đun sôi, Tiên cũng có để đường vô nữa. Cái Tiên để cho nó nguội, rồi Tiên đổ vô à. Xong xuôi hết á thì Tiên sẽ bảo quản dưa chua này trong tủ lạnh. Chừng nào gần ăn á thì Tiên lấy ra. Bây giờ đâu cũng tầm 3 giờ mấy rồi, Tiên chuẩn bị đi đón cô Hai An với cô Ba Na nè. Cảm ơn nha. Đem không tự làm đóng cửa lại. Con tự làm được đóng cửa lại hả? Ok mẹ cảm ơn. Đang đi đón mấy chị về nè bà cô chú ơi. Đây nè. Xong xuôi thì dẫn cho chị Hai đi học Kumon. Còn Ba Na thì ăn sữa chua hết Ba Na. Chị Hai ăn làm. Xem chưa? Cảm ơn con. Đi giờ rồi tiếp. Ba Na đi bộ đi. À nhưng mà khoan một tí ha, một tí cho nào tới chỗ Kumon á. Cái mình mang giày vào cho Ba Na đi ha. Ok. Lên xe nhanh lên. Được không? Đi được không? Từ từ đi. Từ từ nha con. Được không? Học ghê quá. Đi khai đâm đều. Nè, tiếp tới tới cầu thang nữa nha. Đi sao con nhìn ở dưới không vậy nè. Ok, lên đây đi cận, đi an toàn đi. Giỏi, rồi mẹ buông ha, mẹ đi với Na nha. Rồi chị Hai An buông ra rồi, Na tự đi được không? Nắm tay hả? Na còn sợ bên ơi. Chỗ này lạ quá, Na sợ ơi con. Dạ, cô đi sao đó? Bên trong đó hả? Đưa chị Hai An đi học. Buông ra nha. Buông ra nha, Na tự đi được không? Na sợ bên ơi. Dạ, từ từ thôi nha, đi từ từ thôi. Nè đi nè, chỉ chỗ này chỉ chỗ kia đi. Sợ nè sợ. Rồi để Tiên cho chị vô học kìa bà cô chú ơi. Bây giờ là Tiên nướng thịt luôn. Ban đầu dự định á, đầu 5 giờ rưỡi là Tiên mới nướng. Tại vì thường 6 giờ là chồng Tiên sẽ về. Cái chồng Tiên nhắn tin nói bữa nay chắc về trễ nữa rồi. Tại vì cái vụ cháy ngày hôm qua vẫn chưa có xử lý xong nữa, nên kêu cả nhà ăn trước đi. Rồi bây giờ Tiên nướng thì Tiên lo cho mấy chị nè. Thì cô Ba Na này cổ không chịu ngồi nữa, phải ẩm như thế này nè. Bên nào ăn nhiều hả? Bên nào
cái đũa hay là cái nĩa đi. Cái nĩa. Hai. Hai. Hai cái luôn hả? Hai cái luôn. Con ra cho mẹ nè. Chờ mẹ đi nhỏ này chứ. Mời cô chú ơi. Chồng đi chưa về tới nữa, tội nghiệp quá. Qua nay làm cực quá trời. Ôi ôi, na lùa cái gì mà nhanh dữ vậy con? Mới đây sắp xong cái tô cơm rồi. Con đói lắm hả? Cô về hay ăn tiên làm nè, dưa leo và lại tí rau xào. Rồi thịt súp miso. Nãy tiên xào được miếng rau. Mình cột lên vậy là cũng được. Thịt ngon không con? Không ngon hả? Không ngon hả? Ngon. Nhưng mà mình phải ăn thịt với ăn cơm. Ăn cùng một lúc luôn. Chứ không có được ăn thịt không. Cái một tí cơm cô chừa lại. Ăn sao là không được. Ăn cùng những con ít xin. Ăn cơm với ăn thịt cùng với nhau. Khi mà thịt nó hết á, thì cơm cũng hết luôn. Chỉ cần cả cà ra này. Đâu được hả? Ta bỏ ối ta, chứ không cần nhiều ta là khó chờ. Ừ, đổ, mình để xa nha. Em cùng với cơm nha con. Ừ. Con là đứa hả? Ăn. Dạ mẹ. Dạ mẹ đang ăn. Nãy giờ mẹ thấy con thịt không mà không ăn cơm. Mẹ nói là vừa ăn cơm mới vừa ăn thịt vào. Mình không có được ăn thịt không nữa vậy con. Ăn hai cái cùng một lúc nè. Oh, không. Không. Không hả? Cô hàng cơm hả? Cơm gì ta? Hả? Cơm. Cơm có ăn chung cái gì đó. Có sao? Ờ. Vậy đi. Mẹ đi cùng cái đó, con ăn cùng là được rồi. À, con ngon lắm, ngon. Gì hả con? Đây. Sao gì đi chạy cua ta ta? Cua chạy cua ta. Gì hả?
mẹ ẩm ra. Con làm gì vậy? Muốn ô tô sàn ẩm con hả? Chà, chị mới về mừng đòi ẩm mà không ẩm thì mình mẩy vô hè mà. Ôi, rồi. Tôi chào. Mới về ta mà cô chú ơi. Kìa thì cô chuẩn bị xong hết rồi, giờ dọn ra chồng đi ăn cơm. Đồ tôi sàn ấm con hả? Tôi sàn về mệt rồi tôi sàn tắm kia hả? Ừ. Vì sao mà con khóc dữ vậy hả? Tôi sàn ấm con hả? Tí nha. Chưa ăn xong chưa? Đúng rồi, mà bé Na lo lắng cho tôi sẵn á ha. Giờ tôi sẵn về cái bé Na mừng quá. Hả? Cái này ngon lắm luôn. Cái đó ngon lắm con hả? Mang nữa nha. Dạ mẹ. Dạ ăn xong rồi ăn nhiều quá là bị sâu răng á. Dạ mẹ. Rồi y cho mẹ xem cái này. Cha nghiệp, cha về đứa nào đứa nấy đó mừng. Khóc rồi ấm ôm xâm. Bây giờ đi tìm lo mấy chị này tí gì cho cha chi ăn cơm mà cô chú ơi. Cái này là người ta làm ra dĩa mới ngon mà. Chồng tiên nói thôi, bới chén cơm mà dọn ra ăn luôn. Khỏi làm dĩa chị mất công. Niku oishi. Dori ni nuku mamu kake. これ。上にかければいい。よせたね。người ta để cái dĩa im như chết mà không chịu. Lấy cái dĩa bới cơm lên để thịt bánh chen lên. これ普通お皿前みたいに。お皿ご飯を置く。コムタン。コムタンとコムなんとかとコムなんかは何が違うのあれよくわからん。コムナは何？コムなんとかって似たような名前ある。何でもコムタンとコムなんかもう一つ。コムスン、コムスン、コムタン。お肉とかそれで種類が違うだけ。あれ今日仕事なんで遅かった？昨日の後片付けっていうか、あとその周り。下の人とか、あと近くの人で、もう今のお部屋で住めない、あの水がかかってるから、だからあの一旦違う部屋に移動してもらうんだけど、その準備というかいろいろ荷物運んだりとか。お父さんもやるの？あ、っていうか立ち会い、一緒にいるだけ。ああ。で誰か。頼んでやってもらう会社が、会社が、会社が UR が、あのそういう会社に頼む。でお金どっちが払う？ UR が払う。Làm này bình thường thôi chứ khi mà có cái vấn đề gì cái tiền thấy vất vả. 普通ならいいんだけどなんかあったら大変だよね。まあそうだね。どうお肉？美味しいね。練乳と蜂蜜、あとベトナムのソース、インスタのやつ、油。ちゃんと健康。này thì biết chồng tiên về trễ mệt, bởi vì làm đồ ngon ngon ăn. Thôi mà cô chú ơi, bây giờ cái gì Tiên đang giặt đồ sắp kêu ghéo rồi kìa, cho một vài phút nữa Tiên video kết thúc đây nha, cho chồng Tiên ăn từ từ, mai Tiên quay tiếp nữa. Hai ba mà cô chú nha, bữa nay hai vợ chồng ai cũng mệt hết trơn này, Tiên cũng cả ngày, chồng Tiên cũng quẩy quay siêu. Bye bye. Được. Ăn cơm. Scarlett.